Và bây giờ mày như thế này thì tao về tao mặt nó mặt mũi với mẹ như thế nào thầy? Anh nói nhiều quá, em thua á, em làm em trả. Nói nhiều à? Mày làm gì á? Nói gì? Bây giờ mày thích làm sao? Năm giờ chiều rồi, hôm nay cũng chú không gọi được nó. Sao mày gọi được không? Không, cháu cũng chả biết. Cái thằng này chơi rồi, kiểu gì mà gọi thuê bao cả ngày hôm nay. Em chuyện gì rồi chú? 5:15 rồi, mẹ thằng Thành gọi chú từ sáng giờ bảo hỏi nó ở đâu để tìm nó, không biết nó đi đâu rồi này. Mày biết nó đâu không? Hôm qua như thế nào? Hôm qua chở cháu về rồi đi đâu cháu biết đâu, còn là cháu đâu? Chở mày lúc về lúc mấy giờ? 10 giờ chở cháu về. 10 giờ đêm qua rồi, đến bây giờ đi 15, 17 tiếng. Thật ý. Bây giờ mày đi tìm nó chú đi, bây giờ nó không biết làm sao, lỡ mày nó say điệu rồi sẽ biết đâu, bắt cóc nó chết đâu. Thôi đi. Đây là hỏi xem, bây giờ hỏi xem nó ở đâu ấy. Mẹ nó gọi chú mấy giờ cả sáng rồi, không biết đâu rồi. A few moments later. Chú, anh về rồi. Thì cháu thấy hộ về ngoài kìa. Anh cái thằng này đi lên rồi. Cái thằng đi bộ đấy này, cái bảo hiểm này. Ủa giờ chiều rồi. Đi đâu vậy em? Ngắm anh nghe không? Đi đâu về vậy? Chơi. Xe mày đâu? Cầm rồi. Điện thoại mày đâu? Hả? Cầm rồi. Mày trả lời anh vậy à? Đi đâu mà cầm xe, cắm xe cắm điện thoại hả? Mày đi từ đêm qua giờ 6 giờ tối rồi. Gọi không được mẹ mày gọi tao chụp cuộc đó. Mày đi đâu, xe cộ đâu, xe đâu, cắm ở đâu? Mày sao cắm xe? Qua đánh bài. Lại bài bạc. Mày hứa tao gì này? Khi em qua đây em có cái gì không? Mày vào phòng nghe nói chuyện. Ui, chấp nhận được luôn đấy Thành ạ. Đêm qua nó chở cháu về lúc 10 giờ đúng không? Dạ. Xong nó bảo nó đi đâu? Cháu không biết đâu, còn nói với cháu đâu. Cho anh đây đi, anh đi đây có việc tí. Còn để Facebook đây nữa. Quay đây nói chuyện nào, quay đây. Gì vậy? Thích gì vậy không? Hả? Sinh nhật em đi chơi cái gì mình? Sinh nhật mày đi chơi đúng không? Khi mà lên mày về đây mày hứa tao gì hả? Thầy! Mày hứa với tao cái gì? Mày về đây xe không có, điện thoại mày không? Mày mới làm được 1 tháng thôi. Tao cho mày ứng lương 30 triệu rồi, 30 triệu nhá. Để mày lấy cái xe này mày cắm 5 triệu. Mày mua cái điện thoại mày xài để mày quay clip. Trong đêm qua mày đi về mày cắm hết sạch rồi. Về mày còn trả lời tao như vậy à? Hả Thành? Mày coi anh mà tôn trọng anh không Thành? Tao cứu vớt mày từ mẹ cái thằng gọi chết đi về rồi. Nợ nần chồng chất ân chúc mày như vậy rồi. Mày không tập trung làm đi bài bạc, lại quay về con đường cũ. Thì làm trả anh chứ. Mày làm mày trả tao hả? Cái quan trọng của tao là tao tin mày. Mày về đây mày làm tao, tao tạo cơ hội cho mày kiếm tiền để thay đổi cuộc đời mày. Chứ nếu phải tao cho mày về đây tao làm trả lương cho mày biết đánh bài, mày hiểu không? Mày hiểu không Thành? Mày là gì anh quản em? Mày đủ mát, tao là gì tao quản mày? Thế mày về đây, mày về đây mày làm, mày nói với tao cái gì? Ở đây tao hỏi mày nhá. Tao hỏi mày thật nhá. Mày về đây mày hứa với tao cái gì? Mày nói nghe tao nào. Dạ em không bao giờ đánh bài nữa, anh cho em cơ hội kiếm tiền. Máy móc này mày bảo mày làm 1 cái không đủ, tao phải mua thêm 1 cái máy nữa để cho làm. Tao nói mày nhá, những cái người editor như mày á, người ta gửi mail người ta xin phép về tao làm không công không lương luôn.
mà tao cũng chưa muốn nhận, bởi vì tao thương mày, hiểu không thầy? Về tao trả lương cho mày 10 triệu một tháng, ăn ở chỉ làm 1-2 clip rồi phụ anh quay. Và bây giờ mình đánh bài, mày làm mất cái lòng tin của anh, hiểu không? Còn anh đéo là cái gì của mày cả. Nhưng mà về đây, mày gọi tao là tiếng Anh, mà em tao thì tao nói mày phải nghe. Mẹ mày gửi gắm cho tao, bảo có gì á quản lý Thành, có gì báo cho cô biết, nó ham chơi lắm. Và bây giờ mày như thế này thì tao về tao mặt nó mặt mũi với mẹ như thế nào Thành? Mình nói nhiều quá, em thua á, em làm em trả. Nói nhiều à? Mày làm gì á? Nói gì? Bây giờ mày thích làm sao? Chuyện gì từ từ thôi. Anh đang buồn chúng mình. Bố mẹ em chưa có quyền đánh em á. Mày, tao nói mày nghe nè. Bố mẹ mày không đánh mày thì tao đánh mày, tao dạy mày, hiểu không? Mẹ mày gửi gắm cho tao, tao phải có trách nhiệm. Mày bây giờ mày thằng bất dạy thì bố mẹ mày chửi đến đây chửi tao, tao làm sao hả Thanh? Hả? Anh đang buồn mà, chúng mình tính đi. Mày bực, mày đi thì tao đi lắm rồi nha. Mày làm mất cái lòng tin của tao, mày hiểu không? Mày về đây, đó, tao tốn mày mấy chục triệu tiền máy. Tao cho mày mượn tiền để lấy xe. Nó không nghe mày nói dối tao. Tao nghĩ qua đêm sinh nhật hôm qua mày đi chơi cho thoải mái. Ừ, ok. Mà đến mày đến chiều rồi đâu? Xe cộ cắm, điện thoại thì không. Bây giờ tao nói mày, có muốn làm được không? Nói một tiếng. Tôi chơi được, tôi chịu được. Còn tôi không làm với ông nữa. Được rồi, đã thế. Phán đồ cút luôn. Không có nhiều. Biến luôn. Tao không chấp nhận cái thằng như mày được. Cứ nói gì mà vội vàng vậy? Không cần phải nói, để cho đi. Để cho đi. Nợ lần chồng chất lên. Thưa mọi người, thì thời gian gần đây thì có hàng ngàn anh em, anh chị em và cả có bên phái nữ nữa nhắn tin cho mình hỏi về cái sản phẩm là hỗ trợ sinh lý đó. Thì mình cũng đang tìm tòi, và mình sau một thời gian thì mình đã liên hệ nhà máy và mình đăng ký giấy phép kinh doanh và đăng ký giấy phép chứng nhận của Bộ Y tế, thì mình đã sản xuất được một cái lô hàng tên là hỗ trợ sinh lý QH đấy mọi người. Đang QH là quốc hàng thương hiệu của mình luôn đấy. Từ khi có cái con này là con vợ mình hết chửi mình là 1 phút luôn mọi người ạ. Bây giờ cứ 30 phút 50 phút mà đóng mọi người về lắm, khoái lắm. Cho mỗi đêm mà đi ngủ mà không có cái này là con không chịu được đâu đấy. Cho nên là anh em nào đang trong tình trạng là chưa đi chợ hết tiền đấy, bị vợ chửi thế này kia, thì inbox trực tiếp Zalo cho mình 0362105237, vợ mình tư vấn trực tiếp luôn, hoặc là inbox trực tiếp cho cái fanpage đang đăng video này đấy, thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi anh em. Và giá nó chỉ 3x thôi, hơn 3 lít gì thôi đấy, mặt này bèo mà anh em sử dụng được rất là lâu đó. Đẹp trai này, giàu này, nhiều tiền này, mà yêu sinh lý thì vứt đúng không em? Vứt đâu đấy. Rồi em có đôi lời gì mà nói không? Kể từ khi em xài cái này thì em có thấy cảm giác như thế nào? Yên tâm, các bà chỉ có xếp máy để chạy thôi. Đấy, thấy chưa? Và sản phẩm này yên tâm nhé mọi người nhé. Được sản xuất trong môi trường khép kín, đấy, vô trùng, giấy phép kinh doanh, có giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm, có tất cả giấy phép chứng nhận, nên mọi người không phải lo. Và có cái tem chống hàng giả đó mọi người ạ, không phải lo nhé. Mọi người nhận hàng này có tem chống hàng giả ở đây. Thế là mọi người, ai có nhu cầu thì inbox trực tiếp Zalo để dưới hoặc là inbox fanpage nhé. Bye bye mọi người.